Bên nhà trai một ngoại, bên nhà gái một ngoại, là bốn họ cho trả vào tay chúc mừng. Hôm nay chúng ta rất là hân hoan đón tiếp đôi phối là anh Yusen Tuấn Lộc và IBD Vũ Tiến Quân đã sau thời gian tìm hiểu hôm nay chính thức đến nhà thờ trước mặt cộng đoàn cũng như đại diện giáo hội chứng kiến sẽ cam kết và hứa với nhau sống cả đời để xin Chúa chúc lành cho tình yêu của đôi bạn trẻ này. Mỗi người chúng ta cầu nguyện xin cho mỗi người chúng ta cứ luôn luôn cầu nguyện cho chính gia đình của chúng ta hãy noi theo gia đình chúng ta để chúng ta luôn luôn sống và để lại niềm vui bình an từ đó tỏa ra nhân dân tốt lành cho những anh chị em.